Chào quý khán giả kênh Khám phá Tú Vi, Thùy Dung rất vui khi được gặp lại quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị và các bạn thân mến, ẩm thực là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Các bạn sẽ làm gì khi thấy một cái cây bình thường nhưng mở đôi nó ra thì những sinh vật nhúc nhích bên trong trông thì có vẻ là gớm ghiếc nhưng đó lại là một đặc sản của một vùng miền nào đó các bạn nhé. Hãy cùng với Khám phá Tú Vi đi thưởng thức những ẩm thực từ trong những cây bình thường trên khắp thế giới thông qua video ngày hôm nay. Cứ ngỡ là một cái cây bình thường nhưng khi người ta lại gần nó thì một cây phong. Những chiếc lá phong vàng ươm như rót mật, đỏ cam như màu nắng là đặc trưng báo hiệu của mùa thu Nhật Bản. Ở khắp mọi nơi, từ công viên, nhà ga, ven hồ, đâu đâu người ta cũng thấy lá vàng, lá đỏ rực rỡ bạt ngàn. Đây cũng là dịp người dân Nhật Bản uống trà, ngắm lá đỏ và ăn lá phong chiên dầu hay còn gọi là tempura momiji, vô cùng độc đáo. Món này được lưu truyền đã hàng nghìn năm nay và trở thành thức ăn vặt không thể thiếu vào mùa thu ở xứ sở hoa anh đào. Mới nhìn qua món này, hầu như ai cũng nghĩ lá phong chỉ cần mang tẩm bột và rán dầu là được. Nhưng nếu nghĩ như thế thì bạn hoàn toàn lầm to nhé. Vì để làm được món lá phong rán giòn này thì công đoạn chuẩn bị mất cả năm trời đấy. Đầu tiên, người Nhật chọn những chiếc lá vàng to, trục mềm, hình dáng đẹp mắt, không bị rách và trồng ở khu vực riêng. Lá được hái khi đang nở rộ nhất, nhưng không thể chiên lá phong trực tiếp trên chảo dầu khi vừa hái xong. Người ta phải ướp muối để một năm đến khi lá mềm và mất đi vị hằng. Tiếp đó, lá được đem đi tẩm bột, vừng, đường và chiên trong dầu cải 20 phút đến khi vàng ươm và giòn tan. Lá phong sau khi rán vàng sẽ có độ giòn tan kèm vị ngọt của đường, vị mặn của muối ngâm bên trong lá. Đã rất vừa miệng nên món ăn này từ lâu trở thành một đặc sản được nhiều người yêu thích, không chỉ người dân địa phương mà kể cả những khách du lịch. Hai, ship guân, hà đục gỗ, run tàu. Nếu bạn cảm thấy không ngon miệng khi nghe từ run trong bữa ăn thì đừng lo lắng nữa nhé, vì run cũng là một món ăn đấy. Khi bổ một thân cây ra thì loại run này hiện hồn khá là phát gớm, nhưng nó có một cái tên rất là mỹ miều, đó là hà đục gỗ. Hà đục gỗ có danh pháp khoa học là Pterado naravit và là một loài động vật thân mềm trong họ Pteridinidae, có nguồn gốc ở phía đông bắc Đại Tây Dương. Chúng là loài chuyên sống trong những cây gỗ và đục khoét để làm thức ăn. Chúng được gọi là hà nhưng lại không có họ hàng với các loại hà bởi các loại này thuộc nhóm chân khớp. Do sống trong thân cây nên chúng có giá trị dinh dưỡng cao. Nó được nhiều người địa phương Thái Lan chế biến và coi như một món đặc sản. Hà đục gỗ là loài lưỡng tính, trải qua thời kỳ đực và cái lần lượt. Những cá thể đực sẽ giải phóng tinh trùng vào trong biển. Cá thể cái sẽ bơi đến những khu vực có tinh trùng và làm công việc của mình là khi hút những tinh trùng vào trong cơ thể qua ống siphon. Tại đây thì những quả trứng sẽ được thụ tinh. Pterado sẽ ra đời 5 vạn cho tới 1 triệu trứng. Trứng của chúng sẽ trôi nổi trong nước biển rồi bám vào các mạn tàu gỗ, thuyền gỗ rồi phát triển. Loài hà đục gỗ này đã lên lỏi và đi qua nhiều nơi trên quả địa cầu. Chúng là hành khách đi lậu vé, chúng trốn trong các vỏ tàu và rồi đi chu du trên khắp thế giới qua nhiều thế kỷ. Sở dĩ chúng đặt chân và cư ngụ ở nhiều nơi trên thế giới như vậy là vì Pterado naravit có độ thích nghi rất tốt. Chúng có thể sống trong nước ấm nhiệt đới, trong biển Bắc Lạnh hay là nước mặn địa Trung Hải cũng như nước lợ của biển Baltic. Cũng chính vì điều này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế. Những cá thể Pterado có thể làm cho một cây thông bình thường trở nên mục với nhiều đường hầm trong vòng 16 tuần. Khoảng thời gian để cho một cây sồi có đường kính thân khoảng 30cm sẽ bị biến dạng là trong vòng 32 tuần và gần như biến mất hoàn toàn trong vòng 1 năm. Bạn có thể chế biến loài run này bằng cách đun nước sôi, thêm một chút muối, cắt chúng thành nhiều mảnh rồi ném vào trong nước sôi. Đừng nấu kỹ quá nhé vì chúng có thể sẽ bị nhừ nhũn mất. Món ăn này ở Đông Nam Á, ở vùng nhiệt đới và xích đạo của một số quốc gia Nam Mỹ, nơi những con run này sinh sống, chúng được rửa sạch và sau đó ướp với một ít nước chanh trong vòng 1 giờ, nêm muối và ớt, sau đó nấu chín theo công thức mà bạn thích. Ba, muối tre. Muối tre là một trong những loại muối sản xuất nhờ một phương pháp cổ xưa độc đáo đã được sử dụng phổ biến để làm các loại thực phẩm, chăm sóc da và làm thuốc tại Hàn Quốc từ hơn 1.000 năm nay. Để có muối tre, người ta cho nước muối biển tự nhiên vào. Những ống tre trưởng thành ít nhất là 3 năm.
Tiếp theo, ống tre được bịt kín lại bằng một thứ đất sét màu vàng, đặc biệt xuất xứ từ một vùng nông thôn Hàn Quốc. Sau khi niêm phong, muối trong ống tre được nướng ở nhiệt độ là 1300-1500 độ C. Có nơi thì bắt đầu nung ở nhiệt độ thấp, khoảng từ 400-600 nhiệt độ C. Sau đó kết thúc tại nhiệt cao. Khi tre bị cháy, các hương vị của tre, chất khoáng cùng hòa với muối thành một khối, bổ sung và làm các chất khoáng cân bằng với nhau. Cũng có nơi sẽ bổ sung thêm một số dược liệu hoặc là nung bằng thân cây làm dược liệu, tạo ra một khối muối vô cùng độc đáo với nhiều công dụng rất độc đáo. Trong y học cổ truyền Hàn Quốc thì muối tre được dùng để hỗ trợ phòng và điều trị nhiều bệnh khác nhau, đặc biệt là bệnh về răng miệng, các loại bệnh viêm nhiễm trên da. Muối tre có tác dụng trong thanh lọc máu, cải thiện quá trình tái sinh, giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Nó có thể được sử dụng để ăn hàng ngày như một loại gia vị, giống như một phần của lối sống lành mạnh. Bốn, Mozuku. Theo các nhà nghiên cứu về tuổi già, Okinawa, Nhật Bản là một trong bốn ngôi sao trên làng thế giới có nhiều người sống thọ. Việc thường xuyên sử dụng những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, chế độ ăn uống hợp lý chính là lý do giúp người Nhật có tuổi thọ trung bình cao trên thế giới. Dòng nâu Mozuku, niềm tự hào của người dân đảo Okinawa. Vùng biển sạch không nhiễm kim loại nặng này hay là chất phóng xạ này đang sản xuất hơn 90% sản lượng Mozuku trên toàn thế giới. Mozuku có vị thanh ngọt, thường được ngâm giấm, ăn sống, làm tempura, chiên giòn, súp ướp lạnh và các món xào. Dòng nâu tạo ra ít calo, chất xơ, chiếm 25-75% trọng lượng, cao hơn nhiều các loại rau củ khác. Chúng cũng hỗ trợ tiêu hóa, tạo nguồn thức ăn cho vi khuẩn ruột già, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Ngoài ra thì các nhà khoa học còn tìm thấy loại đường polysaccharide sulfat trong dòng nâu, chứng minh làm tăng lợi khuẩn đường ruột. Y học cổ truyền Nhật Bản xem dòng nâu là vị thuốc tốt cho sức khỏe. Ngày nay, dòng nâu được sử dụng trong sản xuất mặt nạ và huyết thanh dưỡng da. 5. Katsuobushi. Nhìn vào bức ảnh này, hẳn ai cũng nghĩ đó là một khúc gỗ hơn là một món ăn. Bề ngoài không có gì đặc sắc, nhưng đây chính là một trong những món ăn độc đáo của người Nhật Bản có từ lâu đời. Người Nhật phải mất hàng tháng trời cho đến nửa năm mới có được món Katsuobushi. Katsuobushi được làm từ cá ngừ sọc Bonito. Đầu tiên, cá được làm sạch, sau đó thái fillet. Mang fillet cá đun sôi khoảng 1 tiếng. Gỡ bỏ xương rồi tẩm bột cá chiên nhão để làm cho bề mặt mịn và nhẵn. Sau đó được hun khói trong khoảng 5-6 giờ, nghỉ ngơi trong khoảng 1 ngày rồi lặp lại. Tổng thời gian hun khói mất đến 1 tháng. Tiếp theo, vài lít cá đã được hun khói, được phun vi nấm Asparagus graucus để cho lên mốc trong khoảng 2 tuần rồi cạo sạch, tiếp tục phơi nắng và phun lại nấm. Quá trình này lặp đi lặp lại ít nhất là 2 lần cho đến khi miếng cá trông như một thanh gỗ và khối lượng chỉ còn có khoảng 1/5 so với ban đầu. Cầm gỗ vào nhau nghe lạch cạch không khác gì là hai thanh gỗ củi khô va vào nhau. Có những loại cá bào, đặc biệt tổng thời gian cho đến lúc thành phẩm có thể lên tới 2 năm. Cá khô Nhật từng đạt kỷ lục Guinness với danh hiệu là món cá cứng nhất thế giới. Cũng vì thế mà khi thưởng thức món này thì phải cần đến hộp bào gỗ Keruriki. Hộp dụng cụ thủ công này gồm có lưỡi dao bào thật sắc nhọn trên nắp và ngăn kéo để đựng cá khô đã bào. Và với độ cứng như thế thì cũng không có gì ngạc nhiên khi có người sáng kiến đem Katsuobushi làm thành một con dao sắc bén, có thể dọc được nhiều lớp giấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu như nơi bạn đang sống đang có một cái cây chứa một món ăn đặc sản nào đó, thì các bạn hãy chia sẻ cho mình biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên ấn vào nút like, share, subscribe để nhận những thông báo mới nhất của kênh Khám Phá Tubi. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại!